nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đồng loạt tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, như là tổ chức chương trình thắp nén nhang hương tại các nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, tổ chức các chương trình như tôn tạo, dọn vệ sinh nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa như là thăm, tặng quà cho thương bệnh binh, mẹ Việt Nam anh hùng. Thông qua các hoạt động như thế này, thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn giáo dục truyền thống yêu nước cho các bạn thế hệ trẻ, phát huy cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả như cải trồng cây. Thông qua đó thì Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn các bạn đoàn viên thanh thiếu niên trong toàn tỉnh phát huy cái vai trò của tuổi trẻ trong việc nỗ lực rèn đức luyện tài, nỗ lực trong lao động, học tập, sản xuất để đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển đất nước, xứng đáng với những hy sinh, những cái mất mát, những cái thành quả do các anh hùng thương binh liệt sĩ đã để lại cho sự toàn vẹn của đất nước trong thời gian qua.